Như một số lao động trong phóng sự vừa rồi chia sẻ thì vẫn có những trường hợp họ phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Tại sao nhà thầu lại làm như vậy? Tại sao họ lại có thể thờ ơ và mạo hiểm trước tính mạng con người? Nguyên nhân không phải là quá khó xác định. Một trong số đó là do chế tài xử phạt không đủ sức răn đe. Hiểu một cách đơn giản là vi phạm thì cứ vi phạm mà không có cơ quan nào xử lý. Câu hỏi đặt ra là cơ quan chức năng đã ở đâu và làm gì trong những tình huống này? Đây là hình ảnh một vụ tai nạn lao động chết người tại công trình xây dựng khu đô thị Mỗ Lao, Hà Nội vào năm 2012. Thế nhưng, điều mà người ta nhìn thấy tại công trường này chỉ là sự hung hăng với báo chí. Đã có một người chết, ba người bị thương nặng trong vụ tai nạn này. Nhưng cái giá mà nhà thầu xây dựng phải trả lại không đáng là bao. Thì cái mức phạt thì tôi nhớ là cái vụ đó thì chúng ta cũng phạt trên 30 triệu đồng. Năm 2013 thì đã có cái nghị định 95 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật về lao động. Trong đó có xử phạt về vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động. Các hành vi này, các mức xử phạt đã tăng lên gấp 2, thậm chí có những hành vi lên đến gấp 5 lần. Có những hành vi và phạt đến là có thể 5-70 triệu. Đấy, tuy vậy thì chúng tôi cho rằng là cái mức xử phạt này là nó cũng chưa thực sự là đủ mạnh. Và đôi khi, việc xử phạt đã bị bỏ qua. Bởi theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2014, cả nước đã xảy ra 592 vụ tai nạn lao động chết người. Nhưng đến tháng 2 năm 2015, Bộ này mới nhận được 202 biên bản điều tra từ các Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương. Nguy hiểm rình rập hàng ngày, lao động thời vụ có thể thay đổi liên tục là điều mà ai cũng biết tại các công trình xây dựng. Nhưng số công trình được thanh kiểm tra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ riêng tại Hà Nội đã có 147.000 doanh nghiệp và nghìn công trình xây dựng. Và công tác thanh kiểm tra thì như vậy là so với cái số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thì theo chúng tôi đánh giá là cũng chưa được nhiều. Chỉ chiếm khoảng độ 5%. Nếu tính tổng thanh tra trong cả nước thì mới đạt 22% số tổng số doanh nghiệp được thanh tra. Như vậy còn rất nhiều doanh nghiệp chưa được thanh tra, chúng ta chưa phát hiện được ra thì nó xảy ra. Việc thanh kiểm tra vừa thưa vừa dễ lọt. Khó có thể biết chuyện gì đang diễn ra bên trong những cánh cổng kia. An toàn chưa chắc đã là trên hết, và mạng người chưa hẳn đã là đầu tiên.